người lớn, cho nên là em xin phép anh trước. Và kính thưa quý vị, ở tại lớp dạy của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ thuật cải lương truyền thống, 2 năm lẻ 8 ngày. Cái lẻ này đó, cái lẻ 8 ngày này thì hầu như là có thể là quý vị là thấy là đó là một cái, người ta nói là một cái nhánh đó, một cái nhánh để cho tất cả các em học sinh, những đứa học viên đến đây dành cái tình thương. Ngoài cái tình thương thì sự mến mộ, cho nên em mới đến đây. Tất cả các em đến đây đó là sự mến mộ nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Ở trong bản thân của các bạn đã có được những cái giọng ca mà của anh Thanh Tuấn truyền lại cho các bạn. Đó là một cái điều hết sức quý, mà có duyên thì mới gặp nhau. Còn tất cả những người mộ điệu, những người bạn bè cùng đến đây trong những cái buổi tiệc hôm nay là kỷ niệm 2 năm lẻ 8 ngày tại lớp học của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn đã truyền lại cho các bạn. Ôi thật là quý, kính thưa với quý vị, một ngày cũng là thầy tôn sư trọng đạo ở trong lòng của mỗi một con người, nhất là các bạn nghệ sĩ, trong đó có tôi. Kính thưa quý vị, được gặp nhau, được biết nhau, đó là một cái duyên. Giữ với nhau bền chặt hay không, đó là do mình. Thôi thì tôi mong rằng chúc cho toàn thể quý vị sự gắn bó, nhất là mấy em học sinh đó, sự gắn bó này với anh Thanh Tuấn. Dù rằng mấy em đã trọn vẹn ở trong nghề, mấy em đi ra ngoài để đi phục vụ, để kiếm một cái sự sống cho bản thân. Ngoài sự sống, các bạn còn có một cái sự đam mê, một cái sự đam mê mà các bạn đeo đuổi. Trong đó, hồi xưa tôi cũng vậy thôi. Rất là cảm ơn anh Thanh Tuấn. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng sức sống và sự năng động của anh phải nói là rất là tuyệt vời. Anh đi hát với tôi hầu như là anh ca còn bao nhiêu là chơi bao nhiêu. Đó là một cái điều mà tôi cần phải học anh. Vâng, cũng như mấy em học viên thân mến, nhớ ngoài đi học, các bạn còn phải luyện rèn cho thật là chăm chỉ hơn nữa. Bài ca giọng cổ mà các bạn mà hát đó, nếu mà được khán giả nhớ mình, đó là các bạn đã thành công, dù là một bài. Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, ôi rất nhiều bài, nhiều lắm. Đó là anh được ơn trên trời Phật tổ nghiệp dành cho anh. Và cộng thêm khán giả, người mộ điệu, bạn bè thương mến. Vì vậy cho nên cái sự thương mến đó anh giữ cho mãi đến ngày hôm nay để truyền lại cho các bạn học viên. Một lần nữa tôi xin được chúc cho các bạn thành công trong con đường nghệ thuật. Và cảm ơn toàn thể quý vị đã đến đây. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị đã đến đây ủng hộ, tình cảm nồng nàn đối với nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Chúc cho quý vị vạn an, khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Và hôm nay nó có một cái đặc biệt là 2 năm 8 ngày. Bây giờ thì tôi xin trân trọng mời quý vị nghe tâm tình của danh hài Phú Quý, nghệ sĩ ưu tú Phú Quý sẽ có đôi lời cùng toàn thể quý vị. Mời anh. Kính chào quý vị, chào các bạn đồng nghiệp, chào những thân bằng quyến thuộc của anh Thanh Tuấn. Tôi được thơ mời của anh Thanh Tuấn trong điện thoại. Và ngày hôm nay chúng tôi đến đây cũng không ngoài mục đích là như Minh Tâm nói, chúc mừng anh những kỷ niệm mà đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề. Thì đây cũng là cái dấu ấn không phai của một nghệ sĩ đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp sân khấu cải lương Việt Nam. Tôi xin gửi đến anh lời chúc mừng sức khỏe. Tôi xin gửi đến anh sự thành công trọn vẹn. Và hôm nay cũng là một cái dấu ấn không phai trong trái tim của những học viên để nhớ tới một người thầy là một nghệ sĩ nhân dân.
đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp ca hát. Tôi cũng không quên chúc mừng những người bạn thân hữu, những người đã có mặt ở đây đồng hành với Thanh Tuấn trong đêm nay. Một đêm đáng nhớ của anh, cũng như là một cái đêm để chúng ta có một lời chúc mừng cho Thanh Tuấn, một người nghệ sĩ cống hiến cả đời cho sự nghiệp ca hát của anh và các thế hệ sau này. Chúc quý vị sức khỏe, sống lâu. Chúc anh chị em ngon miệng. Và chúc một đêm thật nhiều thú vị và tình nghĩa. Xin rất cảm ơn quý vị rất nhiều. À, đối với lại nghệ sĩ ưu tú Phú Quý, danh hài Phú Quý, dù là một hai câu gì nó cũng là quý báu trong cái nghĩa tình đồng nghiệp với nhau. Mà là anh Thanh Tuấn cũng là một người anh của anh Phú Quý. Anh là anh trong nghề nha, còn chắc lẽ tuổi tác cũng gần gần ngang nhau thôi. Bây giờ thì thưa chú quý vị, tôi xin được phép mời quý vị để cùng lắng nghe, để trải nghiệm qua những lời tâm sự của anh Thanh Tuấn gửi đến cho những người bạn bè, những người thân đã dành cái tình thương bao nhiêu năm, vẫn thương anh, vẫn mến anh. Và đến đây, đó là một cái sự thương yêu cả cuộc đời làm của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Vâng, xin mời anh có đôi lời thể quý vị. Trước tiên, Thanh Tuấn xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khách mời thân thương đã nhìn chú Quýt thì giờ đến đây để dự cái buổi kỷ niệm 2 năm thành lập trung tâm dạy nghệ thuật ca vọng cổ của Thanh Tuấn. Và xin cảm ơn tất cả quý vị, chúc cho quý vị luôn khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc. Hôm nay đến đây thì đa số là anh chị em nghệ sĩ, học viên của trung tâm, và những vị không phải là nghệ sĩ nhưng có rất tâm hồn nghệ sĩ vẫn đến đây để chia vui cùng Thanh Tuấn. Hết sức là cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay đúng là 2 năm 8 ngày trung tâm nghệ thuật dạy ca vọng cổ Thanh Tuấn tổ chức kỷ niệm để tưởng nhớ ngày thành lập đầu tiên của trung tâm. Kính thưa quý vị, trong 2 năm qua, học viên của trung tâm này trước sau đã trên 80 em học viên. Và lần lượt các em ra lớp, ra trường cũng trên dưới khoảng chừng 30. Và hiện bây giờ lớp học này vẫn còn trên dưới 50 học viên vẫn còn đang theo học. 3 buổi 1 tuần 3 ngày, 2, 4, 6 do lớp của lớp 2, 4, 6 và 3, 5, 7 của lớp 3, 5, 7. Như thế thì học viên ở đây thì vừa rồi năm trước thì cũng đã thi và đậu cũng những cái giải cao, như em Thanh Vũ đã đậu được cái giải toàn quận giải nhất, và em Nguyễn Trường Kha 17 tuổi đậu giải nhất của cái giải sen vàng toàn trường thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả nhiều nhiều các em thi bông lúa vàng, chuông vàng, bông cổ cũng đã vào được trong những top sao. Và sắp tới đây năm nay thì các em để tiếp tục thi chuông vàng, bông cổ, bông lúa vàng, vân vân, những giải mà rất có là uy tín, thì các em đang rèn luyện và sẽ cho đi thi. Đó là những cái thành quả của trung tâm dạy nghệ thuật ca vọng cổ Thanh Tuấn đến nay 2 năm. Hết sức cảm ơn tất cả học viên cũng đã đến đây để học ca vọng cổ, mà chính Thanh Tuấn là người truyền dạy lại từng câu ca, từng dấu, từng chữ, sắc quyền hỏa ngã nặng và cung bậc luyến lái của ca vọng cổ, để cho nó đẹp hơn, nó hay thêm hơn những cái bài vọng cổ mà trước kia ông cha cô chú anh chị mình đã có, đã tạo ra rất hay rồi,
rất hay rồi. Thanh Tuấn cộng thêm những cái hay của Thanh Tuấn cho bài vòng cổ, nó tươi đẹp, nó sáng sủa hơn và nó sắc bén hơn. Vì thế cho nên Thanh Tuấn mở ra trung tâm này với ý nghĩa đó, để giữ lại cái nghệ thuật, nói chung là cải lương và ca vòng cổ nó riêng, cho nước Việt chúng ta một cái bộ môn mà chỉ Việt Nam mới có, không có nước nào có. Đó là một bản sắc dân tộc của Việt Nam luôn luôn mãi mãi trường tồn. Và chắc chắn rằng sự kế thừa này của muôn thế hệ mãi mãi giữ vững được cái lửa đam mê vọng cổ và cải lương. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chúc quý vị thật là vui cùng với Thanh Tuấn đêm nay. Và ngon miệng, cùng uống đi. Anh em nào uống được uống, say khi nào say mới về nha. Không say không về, say có xe ráp đưa về nha. Xe ráp thôi. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3 vô. Em gái Kiều Tiên chúc anh Thanh Tuấn phát triển mãi trên đường nghệ thuật, để mà dạy dỗ bé con em của mình, con cháu mình nó nối nghiệp anh ha. Dạ, và sẵn tiện đây em cũng đại diện cho bạn em của Kim Nga, nó bận đi Mỹ thành ra nó không có tới để mà dự lễ với anh được. Đây chúc quà nhỏ mọn, xin lỗi anh nha, em kéo cho anh thấy. Cảm ơn em, kéo cho mọi người thấy. Này gửi đó, gửi tặng quà cho anh Năm Thanh Tuấn. Cô này cô đi Mỹ rồi, cổ chủ tiệm vàng Kim Nga rất là thân tình với Kiều Tiên, với Thanh Tuấn và tất cả những người khác. Vâng, hết sức cảm ơn em. Dạ. Rồi. Rồi, để cho Kim Nga thấy nè. Như con Nga bên đây gỡ cho mình thấy. Còn đây, đây là của em gái. Của em, của em. Dạ, của em. Rồi, chúc anh thành công mãi mãi nha. Và rồi, mãi mãi là danh ca Thanh Tuấn nha. Cảm ơn Kiều Tiên rất nhiều, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cô Nga rất nhiều nha. Cảm ơn tất cả quý vị để có mặt ở đây. Cảm ơn, rất cảm ơn.